Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Token Play. Đây là dự án game nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 500 token top, nó có khoảng 4 đô. Dự án này, token này sẽ list sàn Bitmax nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình làm tag chatbot nha các bạn. Con này gấu 2. Rồi, bạn cộng là bằng 111. Rồi, sai luôn 29. Cộng nhanh quá là sai các bạn. Sai nữa mới lạ. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller này các bạn. N nữa là ta. Rồi trên kênh seller các bạn join vào các bạn. Rồi sẽ là bắt up nữa. Các bạn join tiếp kênh seller nữa. N nữa để bỏ con. Rồi tất cả các bạn join vào các bạn. Giờ các bạn bắt up nữa. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet bot nè. Trên tờ Twitter nó thì bạn theo dõi các bạn, sau đó thì các bạn like, các bạn tweet lên các bạn. Rồi sau đó bạn match up lên nè. Tiếp tục join Discord này nọ tùm lum luôn đó. Rồi các bạn submit đi tên đi các bạn. Mình làm nhiệm vụ từ từ tới đâu thì mình khai báo tới đó các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của tụi bạn giao nữa. Rồi sau đó các bạn điền là username tại Twitter, các bạn đã follow dán. Tiếp tục bạn submit cho Discord nè, thì các bạn nhấp vào Discord nè các bạn. Tới Discord nè, các bạn nhấp vào đây nè. Các bạn nhấp vào trang web trên máy tính đi các bạn. Trên Discord thì các bạn chấp nhận là M nè các bạn. Sau khi trên Discord thì các bạn bấm vào mục hoàn thành nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản của nó nè, bấm gỡ nè. Rồi sau đó các bạn chọn quốc gia Việt Nam nữa các bạn. Rồi các bạn chat một câu đi. Rồi bấm gỡ nha các bạn. Rồi sau đó các bạn copy username mình nè. Rồi các bạn sao chép username mình lại, bắt up lại trong bot nè. Rồi bấm gỡ các bạn. Sau đó thì hỏi các bạn có son airdrop không, thì bạn nhấp vào airdrop nè. Ơi subscribe kênh YouTube nữa nè. Subscribe kênh YouTube, like. Thì các bạn nhấp vào YouTube nữa các bạn. Trên YouTube nữa các bạn đăng ký nè, các bạn nhấp qua đây nè. Các bạn nhấp vào cái video của nó nè bạn. Các bạn like nè. Mình tự quyết luôn đi các bạn. Để sau này nó có yêu cầu mình tự quyết thì mình gỡ các bạn. Còn nó không yêu cầu tôi quyết thì thôi. Rồi tiếp tục bấm up lên bot nè, bấm set nè, submit đường link profile tại Twitter của mình. Rồi các bạn gỡ đường link YouTube của mình nha các bạn. Để trên kênh YouTube thì bạn mở kênh YouTube tất cả các bạn gan các bạn, không phải nhỏ năm ta nè, nhấp vào kênh của bạn nè, rồi bạn nhấp ba cánh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè, sau đó các bạn sao chép liên kết nha các bạn để cho bot nè. Submit link media link YouTube sale. Rồi tiếp tục các bạn gửi cái đường link mà các bạn đã tweet hồi nãy nghe các bạn. Thì bạn mở Twitter bên ra nè, nhấp vào hồ sơ nhé. Hồ sơ nè, các bạn chia sẻ cái bài video các bạn đã chia sẻ các bạn. Rồi gửi lên cho bot nè. Sau đó nó hỏi có like và retweet bot không, thì mình làm tiếp tục các bạn. Vào đây follow nè. Rồi vào đây thì các bạn chỉ việc like và tweet thôi bạn. Like nè, tweet lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè, các bạn bấm Z nè. Rồi tiếp tục join vào kênh Telegram đó nè các bạn. Rồi bạn nào chưa join thì join vào các bạn. Join cho xong bấm Z nè. Rồi tiếp tục cùng gửi địa chỉ với Polygon Matic các bạn, thì các bạn lấy địa chỉ với ETH trên ví MetaMask mình các bạn. Các bạn tích hợp mạng Polygon Matic vào. Cái chữ bot này mà. Sau đó các bạn cho sợi gấp ship bot này mà. Rồi.
cho lên group hết đi để sau này các bạn có gì các bạn support nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào send complete này. Rồi bạn muốn balance đi sẽ số cầm kiếm được các bạn. Ok mình đã nhận được 500 top càng top nữa. Các bạn việc lấy link ghép mình chia sẻ trong bè những người thân để kiếm thêm top càng các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo nhé.